Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sáng nay ngày 5 tháng 9, mặc dù ở một số địa phương thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên cùng với hàng triệu học sinh cả nước, hơn 288.800 học sinh tỉnh Long An hân hoan chào mừng lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của cấp quỹ chính quyền và toàn xã hội, thể hiện truyền thống hiếu học của người Việt Nam với quan điểm xem giáo dục là quốc sách tại huyện Bến Lức, Quỹ Chiên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Trang Được tham dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Trang Được đọc thư chúc mừng ngành giáo dục của Chủ tịch nước võ văn thưởng nhân dịp khai giảng năm học mới. Đồng thời gửi lời chúc đến thầy cô, học sinh toàn trường gặt hái nhiều thành công trong năm học này. Năm qua, trường thực hiện kế hoạch dạy học linh hoạt an toàn, bảo đảm chương trình mục tiêu chất lượng giáo dục đào tạo. Đến cuối năm, tỷ lệ học sinh giỏi đạt trên 45%, 99% học sinh có hành kiểm khá tốt, hiệu quả đào tạo trên 98%. Năm học 2023-2024, trường có 49 lớp, giảm 30 lớp so với năm trước. Tổng số hơn 2.000 học sinh, trong đó khối 10 là 770 em. Hồi trống khai trường gian lên, báo hiệu năm học mới đã bắt đầu. Theo đó, nhà trường tập trung thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, thực hiện tốt công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh. Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An, Nguyễn Thanh Hải đến dự lễ khai giảng năm học 2023-2024 tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, huyện Cần Giuộc. Trong năm học qua, thầy và trò trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu nỗ lực phấn đấu không ngừng thi đua dạy tốt học tốt, đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá phát huy năng lực của học sinh. Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp đạt trên 99%, tỷ lệ đậu vào các trường đại học và cao đẳng đạt gần 78%. Năm học này, trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu có gần 1.600 học sinh, trong đó có 570 học sinh lớp 10. Dịp này, nhà trường đã trao tặng 22 suất học bổng, quà cho học sinh nghèo, học sinh học giỏi. Trong không khí vui tươi phấn khởi của buổi lễ, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu Lê Văn Đồng đã đánh trống khai giảng năm học mới. Tại trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa ở Quyền Đức Hòa, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chân Úc đến dự tặng quà chúc mừng thầy và trò nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học 2022-2023, trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa có tỷ lệ học sinh khá giỏi, đạt hơn 88%, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100%. Trong đó, có 100% học sinh lớp chất lượng cao thi đổ vào các trường đại học, công lập, với những kết quả đạt được. Năm học qua, tập thể nhà trường được công nhận là tập thể lao động xuất sắc và nhận cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh. Để động viên các em học sinh trước thềm năm học mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út và hiệu trưởng nhà trường trao 30 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó trong học tập và trao quà cho học sinh có điểm thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2022 cao nhất. Cuối buổi lễ, thầy Trần Văn Chuyến, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hậu Nghĩa đánh trống khai trường khởi đầu năm học mới 2023-2024 với sự quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành xuất sắc thắng lợi nhiệm vụ năm học. Cùng với các địa phương trong tỉnh, trường Trung học phổ thông Kiến Tường thị xã Kiến Tường tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2023-2024. Trong năm học qua, trường Trung học phổ thông Kiến Tường hoàn thành tốt chương trình đào tạo, trên 84% học sinh có học lực khá giỏi hiệu quả đào tạo đạt 98,56%. Năm học này, trường Trung học phổ thông Kiến Tường có tổng số 24 lớp học với 976 học sinh. Dịp này, chương trình nâng bước em đến trường của Bộ đội Biên phòng Long An trao tặng một suất học bổng trị giá 6 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Nhiều phần học bổng từ Quỹ khuyến học nhà trường, Hội khuyến học thị xã và các mạnh thường quân được trao tặng cho các em nhân dịp năm học mới. Trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hưng Điền B, huyện Tân Hưng tổ chức khai giảng năm học mới 2023-2024. Năm học qua, trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Hưng Điền B có trên 97% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và 100% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm học 2023-2024, trường có 850 học sinh theo học với 21 lớp. Phát huy kết quả đạt được, năm học này, trường đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí về chất lượng giáo dục. Theo Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trường lớp của Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024. Trong ngày khai giảng năm học mới, toàn Thành phố Hồ Chí Minh có 27 dự án trường học đưa vào sử dụng với 441 phòng học mới. Dự kiến sau ngày 5 tháng 9 đến hết tháng 12 năm 2023, thành phố đưa vào sử dụng thêm 21 dự án với 231 phòng học mới. Giai đoạn 2023-2025, ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đầu tư xây dựng 4.500 phòng học mới. Trong đó, ngân sách thành phố đầu tư xây dựng 3.000 phòng học, 1.500 phòng học còn lại kêu gọi đầu tư xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, dự án kè bảo vệ bờ sông Dàm Cỏ Tây từ cầu mới Tân An đến tiếp giáp kè Vĩnh Đá Hàng đang thi công, đảm bảo theo tiến độ hiện đạt trên 50% khối lượng theo hợp đồng. Đơn vị thường xuyên phối hợp với chủ đầu tư, các ngành liên quan để tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thi công công trình. Dự án kè này có tổng vốn đầu tư gần 170 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương bố trí 100 tỷ đồng, còn lại nguồn ngân sách tỉnh và vốn hợp lệ khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2024. Khi hoàn thành, công trình không chỉ phòng chống sạt lở, bảo vệ bờ sông dầm cỏ Tây, mà còn góp phần chỉnh trang xây dựng cảnh quan đô thị cho thành phố Tân An. Thời gian qua, huyện Tân Thạnh đặc biệt chú trọng và tập trung nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn. Theo đó, nhiều công trình hạ tầng nông thôn được quan tâm xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân nông thôn. Chỉ tính riêng giai đoạn 2021-2023, Tân Thạnh đã đầu tư tổng nguồn vốn hơn 412 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, ngân sách sổ số kiến thiết tỉnh, vốn lòng ghép của tỉnh, huyện và nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình. Trong đó, đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn được huyện xem là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu và chiếm đến hơn 55% kinh phí. Phần còn lại, huyện đầu tư cho hạ tầng thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa. Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, 4 ngày nghỉ lễ quốc khánh 2 tháng 9, toàn quốc xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm 76 người tử vong và 95 người bị thương. Trong số đó, đường bộ xảy ra 125 vụ, làm chết 73 người, bị thương 95 người, đường sắt xảy ra hai vụ làm chết ba người, đường thủy không xảy ra tai nạn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 34.477 trường hợp vi phạm, phạt tiền 71,8 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác dân vận, những năm qua, huyện Bến Lức đã thành lập 101 tổ dân vận ấp khu phố. Qua nhiều năm hoạt động, các tổ này không ngừng được củng cố kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn địa phương đặt ra. Hiện nay, các tổ dân dân áp khu phố được đổi tên thành tổ vận động với 94 tổ đang hoạt động. Trong những năm qua, các tổ này đã góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác vận động quần chúng, thực hiện các phong trào thi đua, các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đặc biệt trong hai năm gần đây, các tổ tập trung làm tốt công tác vận động nhân dân, đồng thuận với các chủ trương bồi thường giải phóng mặt bằng. Nhất là thực hiện công trình giao thông trọng điểm là dành đai ba và đường tỉnh 830E đi qua địa bàn huyện. Qua đánh giá cho thấy, toàn quyền có trên 85% tổ vận động hoạt động tốt, 15% tổ dân vận hoạt động khá. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ tháng 9 2023 trở đi, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng theo lịch cũ thường kỳ như tháng 7 2023. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang phối hợp với Bưu điện Việt Nam triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo hai hình thức, lọc qua tài khoản ngân hàng và nhận tiền mặt tại các điểm chi trả. Tuy nhiên, do lễ quốc khánh 2 tháng 9 năm nay rơi vào cuối tuần, nên cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động được nghỉ 4 ngày từ thứ 6 ngày 1 tháng 9 đến thứ 2 ngày 4 tháng 9, nên lịch chi trả lương hưu tháng 9 cũng thay đổi và do bảo hiểm xã hội từng địa phương quyết định và dự kiến bắt đầu chi trả từ năm tháng 9. Thưa quý vị, để gỡ nút thắt về ứng dụng chữ ký số cá nhân, thời gian qua nhiều địa phương trên cả nước đã đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của chữ ký số. Đến nay đã có hơn 20 địa phương tích hợp chữ ký số cá nhân vào cổng dịch vụ công quốc gia, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến. Từ tháng 5 năm nay, tỉnh Tây Ninh đã tích hợp chữ ký số trên cổng dịch vụ công của tỉnh và ứng dụng Tây Ninh Smart để người dân nộp hồ sơ trực tuyến. Như vậy, người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính sẽ không cần in các loại tờ khai và ký tài theo cách truyền thống mà sẽ thực hiện ký số bằng ứng dụng trên điện thoại thông minh. Mình thấy cái chữ ký số này rất là tiện lợi, nhất là mình làm các cái thủ tục trên mức độ 3, mức độ 4 thì mình ký số thì nó rất là tiện lợi cho mình nộp hồ sơ trực tuyến. Sau này mà mình làm các cái thủ tục giấy tờ này kia thủ nộp hồ sơ trực tuyến thì nó nhanh hơn. Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã triển khai chữ ký số chuyên dùng cho người đứng đầu và cấp phó các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Và đó, góp phần tích cực trong cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử tại địa phương. Tất cả cán bộ công chức của phường cũng như là bộ phận một cửa đều ứng dụng cái chữ ký số để thực hiện số hóa hồ sơ. À, cái tỷ lệ số hóa hồ sơ ở trên cổng dịch trong công là sắp xỉ 100%. Trong quá trình thí dụ mình tham gia họp mình vẫn có thể ký văn bản và phát hành. Tuy nhiên, theo đại diện một nhà cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cho biết, trong tổng số hơn 7.500 chữ ký số mà đất vị này đã cung cấp, tỷ lệ phát sinh giao dịch chủ yếu đến từ các cán bộ công chức viên chức còn tỷ lệ người dân lao động sử dụng vẫn còn thấp. Tại kỳ họp thứ năm vừa qua, Luật giao dịch điện tử sửa đổi đã được Quốc hội thông qua và sẽ có hiệu lực trong năm 2024. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục tình trạng giao dịch điện tử phức tạp hơn, lâu hơn, đắt đỏ hơn như hiện nay. Ngoài cái việc mà cá nhân có cái chữ ký số để giao dịch thì cũng cần thiết rằng các doanh nghiệp, các ngành họ chấp nhận cái chữ ký số trong cái giao dịch đối với người dân và đối với doanh nghiệp nữa thì khi đó mới có thể là phát triển được các cái chứng thư số này. Trên toàn quốc, tính đến tháng 7 năm nay, số lượng chứng thư số đang hoạt động là hơn 2,7 triệu, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, để mạnh tuyên truyền về lợi ích của chữ ký số đến người dân là điểm mấu chốt quan trọng nhất để Việt Nam sớm phổ cập chữ ký số cá nhân trong thời gian tới. Hôm qua, tại hội nghị Hội đồng điều phối ASEAN lần thứ 34, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nhất trí thông qua và trình dân kiện tuyên bố hòa hợp ASEAN 4 lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 xem xét thông qua vào ngày 5 tháng 9. Đây là văn kiện quan trọng và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển tương lai của ASEAN. Tuyên bố hòa hợp ASEAN 4 là sáng kiến của Chủ tịch ASEAN Indonesia năm 2023 và sẽ đóng vai trò là nền tảng cho tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2045, giúp củng cố ASEAN để giải quyết các thách thức khác nhau trong tương lai. Công tác xây dựng tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 bắt đầu được khởi động trong năm nay dưới sự chỉ đạo của nhóm đặc trách cấp cao về tầm nhìn cộng đồng ASEAN sau năm 2025 do Indonesia và Malaysia đồng chủ trì. Dự kiến tầm nhìn này sẽ chính thức được thông qua vào năm 2025. Trước đó, ASEAN đã thông qua Tuyên bố Hòa hợp ASEAN 1 và 2 hay còn gọi là Tuyên bố Bali 1 vào năm 1976 và Tuyên bố Bali 2 vào năm 2003. Trong khi đó, hội nghị cấp cao ASEAN năm 2011 tại Bali cũng đã thông qua Tuyên bố Bali về cộng đồng ASEAN trong cộng đồng các quốc gia toàn cầu, sau này được gọi là Tuyên bố Bali 3. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm qua đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh ở thành phố Sochi bên bờ Biển Đen. Chương trình nghị sự bao gồm tình hình tại Urena, Syria, Libya, thỏa thuận ngũ cốc và việc thành lập trung tâm khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Điện Remli nhận định cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã diễn ra trên tinh thần xây dựng cao. Tuy nhiên, không có gian kiện nào được ký kết sau khi kết thúc cuộc gặp này. Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nêu rõ hai bên sẽ thảo luận về tình hình Ukraine và Moscow sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận ngũ cốc. Ông cũng bày tỏ hy vọng hai bên sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về việc xây dựng một trung tâm khí đốt tự nhiên ở Thổ Nhĩ Kỳ. Về phần mình, Tổng thống Erdogan cho biết hành La xuất khẩu ngũ cốc Ukraine là vấn đề quan trọng nhất trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga. Ông Erdogan tin rằng thông điệp tại cuộc họp báo sau cuộc gặp sẽ là một bước quan trọng đối với toàn thế giới, đặc biệt là đối với các nước châu Phi. Trung Quốc ngày 4 tháng 9 đã thành lập Cục Phát triển Kinh tế Tư nhân trực thuộc Quỹ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nhằm mục đích hỗ trợ lĩnh vực kinh tế tư nhân thông qua việc điều phối hiệu quả chính sách. Phát biểu họp báo, giới chức Quỹ ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc khẳng định mục đích thành lập cơ quan mới nhằm tăng cường phối hợp chính sách trong các lĩnh vực liên quan và bảo đảm các biện pháp liên quan được thực hiện nhanh chóng và đạt được kết quả rõ ràng cụ thể trách nhiệm chính của cục phát triển kinh tế tư nhân gồm theo dõi nghiên cứu và phân tích sự phát triển của kinh tế tư nhân điều phối và tổ chức xây dựng chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển và tăng trưởng đầu tư tư nhân ngoài ra dựa trên cơ cấu hiện có cơ quan chuyên biệt này sẽ thúc đẩy điều phối củng cố và mở rộng những thành tích đạt được tạo ra môi trường tốt hơn cho việc phát triển kinh tế tư nhân Sáng 4 tháng 9, nhóm các nhà du hành vũ trụ của Mỹ, Nga và các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất đã trở về trái đất an toàn, kết thúc sứ mệnh khoa học kéo dài 6 tháng trên trạm vũ trụ quốc tế. Tàu vũ trụ của hãng Bayis đã thực hiện nhiều thao tác để tiến vào quỹ đạo hồi quyển và hạ cánh an toàn bằng dù xuống vùng biển ngoài khơi bang Florida của Mỹ. Bốn phi hành gia trở về trái đất lần này gồm hai nhà du hành thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, một nhà du hành người Nga và một nhà du hành của các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất. Tất cả đều có thể trạng khỏe mạnh khi tiếp đất. SpaceX cũng không ghi nhận sự cố trong quá trình hạ cánh, mặc dù trước đó chuyến bay trở về này đã bị lùi lại một ngày so với kế hoạch do thời tiết xấu tại Florida. Sứ mệnh lần này được cho là đặc biệt có ý nghĩa đối với cá nhân phi hành gia các tiểu dân quốc Ả Rập Thống Nhất và quốc gia dùng dịnh này khi trở thành công dân Ả Rập đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên trạm vũ trụ quốc tế.